Đây là chiếc Apple Watch Ultra. Một trong chiếc sớm nhất có mặt tại Việt Nam với cái kích thước lên đến 49mm. Mở nha. Nếu các bạn xem hết cái đoạn mở hộp vừa rồi thì các bạn đều thấy rằng là trong cái hộp này nó rất đầy đủ tất cả mọi thứ mà các bạn cần tìm đến của một cái chiếc Apple Watch. Và thêm nữa là có thêm cả một cái cục, một cái cuốn catalog nữa. Mình nghĩ là đợt này thì Apple họ đang đánh đến một cái phân khúc khách hàng mới hơn. Thế nên là cái việc chỉn chu cho việc là chúng ta có một cái sản phẩm nó từ A đến Á nó đều là rất là quan trọng. Đây là chiếc Apple Watch Ultra. Và... mức giá của nó thì ngang bằng một chiếc iPhone 13 hay là một chiếc iPhone 14. Thế nên là khi các bạn đeo lên tay thì các bạn sẽ thấy những cái sự khác biệt đáng kể. Các bạn lưu ý rằng ở thời điểm bây giờ nha, toàn bộ những cái sản phẩm Apple Watch Ultra này nó đều là những cái dòng máy xách tay về mà thôi. Và mình cũng đã có mượn từ một vài nơi. Còn nếu như các bạn muốn chờ những cái hàng chính hãng thì mình khuyên là các bạn nên làm điều đó hơn. Bởi vì ở thời điểm hiện tại các bạn đều biết rằng con này gần 20 mấy triệu đồng, hơn 20 mấy triệu đồng mà các bạn mua sách tay, nếu mà hỏng thì làm nào. Thế nên là hãy chờ hàng chính hãng ở Việt Nam nha. Và 7S cũng sẽ là một trong những đại lý như vậy. Thì các bạn đừng quên là truy cập vào những đường link ở phía bên dưới để có thể đăng ký nhận thêm thông tin về những cái dòng sản phẩm Apple Watch Ultra như thế này. Ok, có lẽ cái điểm các bạn quan tâm đầu tiên là khi đeo lên tay thì nó có thực sự là thoải mái hay không. Mình đảm bảo với các bạn nha, nếu như các bạn đã quen đeo Apple Watch phiên bản bình thường, Apple Watch 4, 5, 6 hay 7, 8 gì đấy, thì chắc chắn là nó sẽ lớn hơn rồi. Nhưng mà nếu như các bạn so với những cái dòng mà đồng hồ thể thao hay là đồng hồ tracking về sức khỏe hay là về những cái bộ môn như là leo núi, đạp xe chuyên dụng ấy, thì mình đảm bảo rằng nó sẽ không lớn hơn nhiều con Garmin đâu. Thế nên mặc dù là cái khối lượng của nó có thể gấp đôi so với một con Apple Watch Series 4 phiên bản nhôm nhá, nhưng nó vẫn rất thoải mái và mình không thấy cấn tay hay nặng tay một chút nào cả. Mình chỉ có một cái phần nào một chút, đó là dường như là cái dây thế hệ mới này, đây, dường như là nó sẽ hơi khó đeo một chút, nhất là khi các bạn kéo ra kéo vào này. Đây, các bạn kéo mắc ra để các bạn đút tay vào thì những cái người có bàn tay ở kích cỡ trung bình, không phải quá lớn như mình, đã cảm thấy hơi khó khăn một chút rồi. Và khi các bạn thít nó vào thì khi các bạn thao tác nhét cái dây này vào, mình cũng cảm thấy là nó không thực sự dễ dàng cho lắm. Nhưng không sao, bởi vì là cái đồng hồ này nó được thiết kế dành cho những người mà thường xuyên đi leo núi, thường xuyên đi phượt, nên là chúng ta cũng không tháo ra tháo nhiều vào làm gì cả. Thiết kế của chiếc đồng hồ này nó vẫn là một cái mặt tròn. Cái phần viền bo của chúng ta được bo rất cong, giống và tương tự với những dòng Apple Watch khác. Tuy nhiên, cái mặt đồng hồ chúng ta đã được nhô lên một chút như thế này đây. Và nó sẽ để lộ ra một cái phần anten. Cái giả anten này thì sẽ giúp cho chúng ta có một cái khả năng bắt GPS nó tốt hơn rất là nhiều. Và mặt đồng hồ chúng ta sẽ là mặt sapphire với kích cỡ là 49mm, thực sự rất to, rất rất to. Khi mà mình so sánh cái màn hình này với cả cái con iPhone 11 của mình, đây mình đang để quay, để ghi âm đây, thì các bạn thấy là cái độ sáng của nó thậm chí còn ngon hơn cả cái màn hình IPS LCD trong con iPhone 11 của mình. Thế nên là khi các bạn mang ra ngoài sáng thì các bạn cứ yên tâm là nó vẫn sẽ đáp ứng được cho các bạn đầy đủ về khả năng, về tầm nhìn. Vậy còn trải nghiệm bên trong thì sao? Rất là mượt. Thực sự rất mượt luôn. Watch OS 9 ở trên Apple Watch Ultra nó sẽ đáp ứng lại cho các bạn một cái khả năng cực kỳ nhanh nhạy. Đây, cái phím Digital Crown của mình khi mà vuốt chạm chạm thì gần như không có sự delay. Tuy nhiên, ở một vài những cái trải nghiệm khác với cái phím Action Mode này thì mình cảm giác là nó vẫn chưa được tối ưu 100% với Watch OS 9. Thế nên là đôi khi các bạn sẽ cảm thấy nó hơi khựng khựng một xíu mà thôi. Nhưng đổi lại thì toàn bộ mọi thứ được làm cực kỳ mượt, cực kỳ ổn. Thế chúng ta nói thêm một chút về những cái phần Digital Crown cũng như là cái phím nguồn hay là cái phím Action Mode này đi. Có cái điểm gì khác biệt hay không? Mình thấy không có điểm gì khác biệt cả. Về cơ bản nó vẫn là những cái phím bình thường, không biết phải nói gì thêm ngoại trừ cái việc là nó đã lớn hơn rất là nhiều. Và khi nó lớn hơn thì các bạn có thể thao tác một cách rất dễ dàng. Đây, một khi là nó đã nhô lên này, các bạn có thể xoay phím Digital Crown một cách cực kỳ dễ. Và cái phím Action Mode này nó sẽ được đặt ở phía còn lại, phía đối diện. Riêng cái phím này thì nó giống như là một cái phím shortcut ấy, để các bạn có thể bấm lựa chọn, ví dụ như là mở bài tập nhanh này, hay như ở mình set ở trên cái đồng hồ màu xanh của mình là mình sẽ mở flash. Về cơ bản thì mình thấy rằng cái nút Action Mode này nó không phải là một cái gì khác biệt lắm, nó bình thường thôi à. Ok, thêm một cái trải nghiệm nữa, đó chính là cái phần loa.
các bạn sẽ thấy rằng Apple Watch Ultra năm nay chúng ta sẽ có một cái phần loa nó rất là to. Và theo như mình trải nghiệm mình ở ngoài thì các bạn cùng thử nghe xem rằng khả năng đàm thoại của nó là như thế nào. Mình đang ở Thành phố Hồ Chí Minh, mình gọi về cho Hà Nội để xem đầu cầu Hà Nội ra sao nhá. Rồi, em nghe rõ luôn. Thời tiết trong đấy thế nào anh? Nắng, sắp mưa. Thế á? Thời tiết ngoài này thì như kiểu đang sang thu ấy. Sang thu rồi mà. Ok, thế nhá. Apple Watch Ultra cũng là cái dòng sản phẩm có cái thời lượng pin tốt nhất từ trước đến nay của cái dòng Apple Watch của chúng ta. Thời lượng pin của chúng ta sẽ là 36 tiếng các bạn nha. 36 tiếng nếu mà hôm nọ có một vài ông bên Amazfit hay là Garmin thì không nhớ có cả khịa là chúng tôi cũng là 36. Nhưng 36 của chúng tôi là 36 ngày. Cá nhân mình thấy rằng là các bạn bỏ ra khoảng 20 triệu đồng ra để chỉ sở hữu một cái đồng hồ có thời lượng pin tốt hơn thôi thì cá nhân mình nghĩ là không đáng. Không đáng một chút nào, trong khi ở ngoài kia, ở ngoài thị trường có rất nhiều những dòng sản phẩm mà có thể có cái thời lượng pin lên đến vài tuần, thậm chí là vài tháng chẳng hạn. Thì mặc dù là nó tốt so với những cái dòng Apple Watch thông thường, nhưng mà khi mà so với nhiều dòng khác thì nó mới chỉ là, nói chung là từ lớp mầm lên lớp tiểu học thôi, chứ cũng không phải là lên đại học hay gì hết. Tất cả những tính năng khác bao gồm car detection, kết nối với vệ tinh, kết nối với GPS tốt hơn thì mình không biết là ở Việt Nam có hoạt động được tốt hay không. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì có lẽ những người sử dụng cơ bản của chúng ta sẽ chưa nên lưu ý về con đồng hồ này. Bởi vì những thứ mà chúng ta cần, ví dụ như là leo đỉnh núi Everest này, 60 tiếng run time về thời lượng pin thì hiện tại con này vẫn chưa dùng được này. Đối với những người đi lặn thì đây là một cái thị trường nó khá là ngách, nó không phải là tất cả chúng ta. Vậy nên chúng ta vẫn cần phải chờ một thời gian nữa để đánh giá tất cả những tính năng hay ho phía trên. Tóm lại về cái đồng hồ này, những cảm quan đầu tiên của mình là gì? Đeo khá thoải mái, không hề có hiện tượng nặng tay hay là cấn tay khó chịu nha. Thật sự đeo rất thoải mái. Thứ hai, thời lượng pin của nó tốt so với những dòng Apple Watch khác. Màn hình của nó rất sáng và những cái nút bấm Digital Crown hay nút Action Mode nó cực kỳ tiện lợi. Điểm yếu của nó tất nhiên là giá rất là cao. Thêm nữa là nhiều tính năng sẽ chưa được sử dụng ở Việt Nam, hay như tính năng 60 giờ runtime thì hiện tại nhiều chàng nước ngoài chưa nói là có thể sử dụng được. Có những mình khuyên một lần nữa là khi có hàng chính hãng thì các bạn hãy lưu tâm đến con này, bởi vì thời điểm bây giờ 20 triệu hơn cho một con đồng hồ không có quá nhiều điểm đặc biệt so với những đồng hồ cùng hệ khác ngoài thị trường. Đó là một cảnh báo cho các bạn.